Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn 9.000 người bạn đã đăng ký theo dõi kênh. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mê Khủng Long TV không ngừng cải thiện và sáng tạo nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nếu các bạn là một người yêu thích văn học Âu Mỹ thế kỷ 19, chắc hẳn các bạn sẽ biết hình tượng kỵ sĩ không đầu. Trên thực tế thì kỵ sĩ không đầu đã từng hiện diện trong các câu chuyện dân gian có từ thời Trung Cổ và đến truyện ngắn The Legend of Sleepy Hollow của tác giả Washington Irving. Hình tượng này càng được nhiều người biết đến hơn. Vào năm 1999 thì đạo diễn lừng danh Tim Burton đã chuyển thể truyện ngắn này thành phim điện ảnh Sleepy Hollow với vai kỵ sĩ không đầu do diễn viên Christopher Walken đảm nhận một cách đầy ấn tượng. Hình ảnh gã kỵ sĩ người xứ Hess không đầu đi lang thang tìm cái đầu đã mất của mình, đồng thời hạ sát rất nhiều nạn nhân trên hành trình đó đã gây ám ảnh cho không ít người xem. Cuối cùng thì sau bao nhiêu diễn biến của câu chuyện, gã kỵ sĩ không đầu cũng đã tìm lại được cái đầu của mình, chưa kể còn được khuyến mại thêm một chị gái người cõi dương xinh đẹp tuyệt trần xuống làm bầu bạn, quả là hết nước chấm. Bạn nào yêu thích phim Âu Mỹ bối cảnh thế kỷ 19 thuộc chủ đề kinh dị ly kỳ mà chưa xem bộ phim này thì tìm xem ngay đi nhá. Và trong thế giới của khủng long, cũng từng có một con khủng long được mệnh danh là khủng long không đầu bí ẩn. Con khủng long với phần thân to lớn đã không thể đoàn tụ với cái đầu của nó trong suốt hàng chục năm trời, và các nhà cổ sinh vật học đã phải rất vất vả trong việc phục dựng cũng như phân loại cho con khủng long này. Quá trình tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng, nhưng rốt cuộc đã kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về con khủng long bí ẩn này và câu chuyện xoay quanh nó, Deinocheirus mirificus. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Câu chuyện ngày hôm nay đưa chúng ta trở lại với đất nước Mông Cổ, một trong những thánh địa của khủng long ở châu Á. Từ Protoceratops cho đến Tarbosaurus, từ Velociraptor cho đến Natovinator, đã có hơn 100 chi khủng long được phát hiện tại đất nước của thành Cát Tư Hãn, biến Mông Cổ trở thành một điểm đến thường xuyên của các đoàn thám hiểm cổ sinh vật học. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1965, trong một chuyến thám hiểm dài ngày như thế thì nhà cổ sinh vật học nữ người Ba Lan Zofia Kielan Jaworowska đã tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long theropod mới nằm trong đá sa thạch trên một đồi cát tại sa mạc Gobi. Mẫu vật này chủ yếu gồm hai cánh tay gần như nguyên vẹn cùng với xương bả vai, chỉ thiếu móng vuốt bên tay phải. Đôi tay quá khủng này đã khiến cho các nhà cổ sinh vật học chịu trách nhiệm nghiên cứu và mô tả mẫu vật, gồm Hanska Osmonska và Ewa Runiewicz đã quyết định đặt tên cho loài khủng long mới này là Deinocheirus mirificus vào năm 1970. Tên chi Deinocheirus có gốc Hy Lạp, dịch ra có nghĩa là bàn tay khủng khiếp, dựa trên hình dạng, kích thước của bàn tay và móng vuốt của nó. Trong khi đó thì tên loài mirificus có gốc Latin, dịch ra có nghĩa là bất thường hoặc lạ lùng bởi cấu trúc đôi tay thật sự lạ thường của nó. Tuy nhiên, trong nhiều năm sau đó, không có thêm những hóa thạch của Deinocheirus được tìm thấy, khiến cho sự bất thường hoặc lạ lùng của nó vẫn không thể được các nhà cổ sinh vật học lý giải. Họ chỉ biết thêm một chút khi vào năm 2008, một nhóm các nhà cổ sinh vật học quốc tế xác định lại vị trí đã tìm thấy mẫu định danh và phát hiện thêm các mảnh xương sườn bụng được cho là của chính mẫu định danh mà đoàn thám hiểm năm 1965 đã bỏ sót. Trên các mảnh xương đó, người ta phát hiện các vết răng của Tarbosaurus, cho thấy con Deinocheirus này có lẽ đã bị Tarbosaurus tấn công, ăn thịt hoặc là ăn xác thối. Thậm chí là có thể có nhiều con Tarbosaurus cùng làm việc này, nên mới khiến xác của Deinocheirus bị phân tán trên một phạm vi rộng như vậy. Tuy nhiên, hộp sọ của Deinocheirus vẫn còn là một ẩn số. 5 năm sau, một đoàn thám hiểm khủng long khác, lần này là sự hợp tác giữa nước chủ nhà Mông Cổ và Hàn Quốc, đã tiếp tục lùng sục sa mạc Gobi để tìm kiếm hóa thạch khủng long, và kết quả là họ đã phát hiện thêm hai mẫu vật Deinocheirus. Tuy nhiên, lần này các nhà cổ sinh vật học đã chậm chân và phát hiện cả hai mẫu vật đều bị những kẻ buôn lậu hóa thạch hủy hoại trước khi họ đến. Hộp sọ tiếp tục biến mất cùng với xương tay và xương bàn chân. Đây là các mục tiêu dễ bị dân buôn lậu hóa thạch nhắm đến bởi chúng dễ tiêu thụ nhất và cũng có nhu cầu cao nhất. Các nhà cổ sinh vật học như Phil Curry rất thất vọng, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi những mẫu vật đã bị cướp phá thì trách nhiệm của họ vẫn là khảo sát thật kỹ khu vực phát hiện để đảm bảo là không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Một trong hai mẫu vật mới mang ký số MPCD-100-127 gồm một chiếc xương ngón chân duy nhất. Tưởng chừng như cuộc tìm kiếm chiếc đầu bí ẩn của Deinocheirus còn phải kéo dài thêm nhiều năm nữa với những tia hy vọng hết sức mong manh, giống như hy vọng của bạn rằng cuối năm sẽ được tăng lương vậy, thì chỉ một năm sau khi hai mẫu vật mới được công bố, bỗng xuất hiện tin đồn rằng một bảo tàng ở châu Âu vừa mua lại được một chiếc hộp sọ khủng long lạ từ thị trường chợ đen. Người ta cho biết, nhà buôn hóa thạch người Pháp François Esquier đã nhìn thấy chiếc hộp sọ này trong một bộ sưu tập cá nhân ở châu Âu. Sau đó ông này mới báo tin cho nhà cổ sinh vật học người bị Pascal Godefroy vào năm 2011.
Cả hai nghi ngờ rằng đó chính là hộp sọ của chì khủng long bí ẩn Deinocheirus. Esquire quyết định móc hầu bao ra mua lại chiếc hộp sọ và tặng nó cho Viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Bỉ. Mua xong mới biết, chiếc hộp sọ này đã trải qua một hành trình rất dài và gian nan, từ tay bọn buôn lậu sang tay một nhà sưu tập hóa thạch người Nhật, sau đó ông người Nhật này bán lại cho một đối tác ở Đức. Esquire và Godefroy cũng đã liên lạc với đội ngũ thám hiểm Mông Cổ, Hàn Quốc về tin này nhằm xác nhận xem chiếc hộp sọ có thật sự là của Deinocheirus hay không, hơn nữa có thể là của một trong hai mẫu vật mới được tìm thấy. Những mẫu vật được mua lại gồm hộp sọ, tay trái và hai bàn chân vẫn còn nguyên trong khối đá xa thạch. Các nhà cổ sinh vật học đã vỡ òe khi chiếc xương ngón chân của mẫu vật MPCD-100-127 vừa khít với bàn chân của mẫu vật bị buôn lậu ra khỏi Mông Cổ, màu sắc đồng nhất và kích cỡ cũng phù hợp, đồng thời không có bất kỳ sự trùng lắp nào. Điều đó khẳng định chúng cùng thuộc về một cá thể khủng long Deinocheirus, góp phần hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh bí ẩn chưa được hoàn thành suốt 45 năm qua. Và vào ngày 1 tháng 5 năm 2014 thì chiếc hộp sọ cùng những phần xương hóa thạch bị mất đã được phái đoàn của bảo tàng Bỉ trao lại cho Mông Cổ. Chúng được tập hợp lại và trưng bày tại Bảo tàng Khủng long Trung ương Mông Cổ, nơi cũng trưng bày những mẫu vật từng bị buôn lậu từ Mông Cổ ra nước ngoài khác như bộ xương của Tarbosaurus, một kết thúc không thể nào có hậu hơn cho Deinocheirus và những nhà cổ sinh vật học đã nhiều năm theo đuổi con khủng long này. Vậy thì rốt cuộc Deinocheirus trông như thế nào? Ban đầu do thiếu mất hộp sọ, dựa trên những gì tìm thấy thì các nhà cổ sinh vật học phỏng đoán rằng Deinocheirus là một con theropod thuộc nhánh Cagnosauria, có nghĩa là thằn lằn ăn thịt vì kích thước khủng khiếp và xương chi rất dày của nó. Hình dung ban đầu của họ về Deinocheirus giống như một phiên bản khác của T-Rex, nhưng với cánh tay ngược lại, thay vì nhỏ xíu thì lại to dài trông khá lòng thòng. Tuy nhiên, cấu trúc chi trước của Deinocheirus lại giống với các loài thuộc nhóm khủng long đà điểu Ornithomimosauria. Do đó, các nhà cổ sinh vật học mô tả mẫu định danh của Deinocheirus như Hanska Osmunska và Guaronia Wicks đã đề nghị so sánh nó với các loài Ornithomimosauria thay vì T-Rex. Chứ nếu lấy tỷ lệ cánh tay so với cơ thể của T-Rex và áp vào cánh tay của Deinocheirus rồi đưa ra ước tính kích thước thì con số sẽ cực kỳ khủng khiếp. Dù vậy thì về cơ bản, Deinocheirus là một con khủng long theropod khổng lồ với chiều dài có thể lên đến 11-12m và cân nặng ước tính dao động từ 6-9 tấn. Chiều cao hông của nó cũng có thể đạt 3,3-3,6m, thuộc hàng cao nhất trong số các loài theropod. Tuy nhiên, ngay khi những mảnh ghép còn lại của bức tranh bí ẩn Deinocheirus được tìm thấy và tạo thành bức tranh hoàn thiện, nhà cổ sinh vật học người Mỹ Thomas Hall đã phải thốt lên: Deinocheirus trông giống như sản phẩm của một mối tình ngoài giá thú giữa khủng long mỏ vịt và Gallimimus vậy. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó thì chi trước của Deinocheirus sẽ khiến chúng ta nhớ đến bộ vuốt khủng khiếp của Therizinosaurus, và trên thực tế là bộ vuốt của Deinocheirus chỉ dài kém Therizinosaurus trong thế giới khủng long, dù công dụng của chúng vẫn còn gây tranh cãi. Phần lưng của nó thì lại khiến người ta liên tưởng đến Spinosaurus, với đốt sống lưng có những chỏm gai cao gấp 8,5 lần chiều cao thân đốt sống, gần bằng tỷ lệ ở Spinosaurus. Chúng được cho là có tác dụng hỗ trợ cho phần hông của con vật. Đuôi khá ngắn và con lông vũ, được đỡ bởi xương bánh lái, phần nào giống với đuôi của Oviraptor. Sở hữu một thân hình lai tạp đã đành, chế độ ăn của Deinocheirus được cho là cũng tạp không kém. Sau một cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều năm trời mà không đi đến đâu vì thiếu những bằng chứng hóa thạch cần thiết, đến khi phục dựng đầy đủ ngoại hình của Deinocheirus, các nhà cổ sinh vật học gần đây cho rằng Deinocheirus là loài ăn tạp, từ việc mỏ của nó không có răng cho đến có rất nhiều đá dạ dày. Khoảng 1.400 viên được tìm thấy trong xương sườn và xương sườn bụng của Deinocheirus được cho là để giúp nó nghiền xương và thực vật cứng. Ngoài ra, có xương và vảy cá cũng được tìm thấy cùng hóa thạch của Deinocheirus. Đó là nguyên do người ta cho rằng bộ vuốt khủng khiếp của Deinocheirus không phải để tấn công hay săn mồi mà chủ yếu để phòng thủ, đào bới và hái cây. À, và cả để gái nữa. Deinocheirus có niên đại khoảng 70 triệu năm và vào thời điểm đó hoang mạc Gobi không hề khô cằn như bây giờ, mà là một vùng đất có nhiều sông suối, ao hồ, đầm lầy với khí hậu ẩm ướt, rất thích hợp cho chế độ ăn tạp của Deinocheirus. Kẻ săn mồi nguy hiểm nhất với Deinocheirus không kể nào khác chính là Tarbosaurus, phiên bản bạo chúa của châu Á, với những bằng chứng hóa thạch là các vết răng hết sức rõ ràng còn lưu lại trên xương của Deinocheirus. Ngoài ra còn có những con bạo long nhỏ hơn như Aleoramus hay Bagaratan. Therizinosaurus cũng sống cùng thời với Deinocheirus và có thể chúng đã từng cạnh tranh những cây cây với nhau. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích Deinocheirus thì hãy tạm ngắm em ấy qua những hình ảnh đồ họa cực kỳ chân thực của loạt phim tài liệu hành tinh thời tiền sử được chiếu trên ứng dụng Apple TV Plus. Còn nếu các bạn yêu thích mê khủng long TV thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.